Các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách chụp ảnh cưới lên mây với cái điều kiện là ngược nắng. Các bạn coi mây hiện tại thì rất là nắng, hiện tại là giờ 3 giờ 15 phút nha, 3 giờ 21. Các bạn coi cái máy camera đã quay đó. Thì bây giờ mình muốn ép cái ban ngày này xuống tầm ban đêm luôn. Mình muốn nhấn cho cái người mẫu này lên sáng lên và mây xuống, ép xuống và mặt trời nó xuống luôn để cho tòa nhà nó nổ lên. Thì mình sẽ dùng cái đèn AD600 nha các bạn đã thấy mấy lần trước rồi, AD600. Mình sẽ mở full hết cỡ và mình xài một lớp bọc qua thôi để cho nó đèn nó mạnh lên, gắt lên. Thì bây giờ mình sẽ chụp, như mình đã nói rồi, mình sẽ chụp, các bạn là thấy những cái video trước rồi, mình chụp là bây giờ mình thực tế không cắt không xén, mình chụp cái file lúc đó là ảnh mã số bao nhiêu các bạn, mình sẽ tải lên trên mạng cho các bạn coi nha. Về kiểm tra với tốc độ này, đèn này ra ảnh đẹp hay không các bạn coi, lúc này mình sẽ chụp ha. Bây giờ các bạn đã hiểu chưa, mặt trời rất là nắng này, còn nắng không ép nổi đâu. Cái mẹo thứ hai này, cái người mẫu phải đứng ở trong mát để cho nó đẹp, người mặt người mẫu đẹp, còn người mẫu ngoài nắng thì mắt bị nhau quá, cho nên mình khôn là mình cho người mẫu đứng mát. Và tòa nhà hiện tại, tòa nhà này ban ngày mình chụp sáng thì quá dễ rồi, nhưng mà mình muốn ép mây xuống, tòa nhà nổi lên rực rỡ lên như là lâu đài vậy đó ha. Bây giờ các bạn chuẩn bị coi như mình chụp nha. Bấm cái đây, từ từ em bật này, từ nha, từ tắt lại chính xác này nha, mình coi mây lên không. Tôi có đang thả nổi này không, thấy được không? Thấy được đâu anh, thấy không? Thấy được không? Thấy được màn hình không? Anh cứ bấm nó nói thôi trên màn đó thôi.